Đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ một loại nấm ký sinh trong sâu bướm. Loại nấm này phân bố rộng ở châu Úc và châu Á, với trung tâm là vùng Đông Á. Tại các cao nguyên có độ cao chênh lệch so với mặt biển từ 4.000 đến 5.000 mét như Tây Tạng, Cam Túc, Từ Xuyên, Thanh Hải, Vân Nam, trung bình 1 kg đông trùng hạ thảo khô Tây Tạng dao động khoảng 1,2 đến 2 tỷ đồng, còn ở dạng tươi Tây Tạng có giá trên 2 tỷ đồng. Do sự săn lùng cũng như hoạt động khai thác quá mức đã khiến loại nấm này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Để giải quyết tình trạng khan hiếm, đông trùng hạ thảo được phát triển và nuôi cấy trong nhà tại các kệ chuyên dụng. Việc chiếu sáng góp phần quan trọng tới hoạt động sinh trưởng và phát triển của đông trùng hạ thảo. Trong điều kiện nhà lạnh, yêu cầu đèn chiếu sáng không tỏa nhiệt quá nhiều để hệ thống làm mát được giảm tải, tránh lãng phí điện năng. Tuy nhiên, một số phòng nuôi đông trùng hạ thảo vẫn sử dụng đèn huỳnh quang, gây hao phí điện năng nhiều, không đảm bảo chất lượng đông trùng hạ thảo. Loại đèn chiếu sáng chuyên dụng cho đông trùng hạ thảo Dimming 6500K với công suất thấp 16W, bạn chỉ cần từ 3 đến 4 đèn cho một tầng kệ, tổng khoảng 15 đèn cho cả kệ hoàn chỉnh. Trong quy trình nuôi cấy, đông trùng hạ thảo cần chiếu sáng ở hai giai đoạn. Các bình sẽ được nuôi ở điều kiện chiếu sáng 12 giờ trên ngày. Giai đoạn sợi đông trùng hạ thảo ăn kín toàn bộ bề mặt môi trường, cường độ chiếu sáng 100%. Giai đoạn trên bề mặt các bình nuôi bắt đầu mọc ra các ngọn nấm li ti, cường độ chiếu sáng 70%. Vì vậy, việc đèn có chức năng dimming, cường độ sáng từ 0 đến 100% hỗ trợ cả quá trình sinh trưởng, phát triển của cây tốt nhất. Đèn có phổ ánh sáng chuyên dụng cho nuôi cấy đông trùng hạ thảo và nấm. Độ hoàn màu cao hỗ trợ cho việc quan sát rõ tình trạng sinh trưởng cây, nhận biết và phản ứng kịp thời các rủi ro trong quá trình nuôi cấy, ví dụ như bính mốc hay nhiễm khuẩn. Nhờ áp dụng quy trình chiếu sáng quy chuẩn chuyên biệt, chất lượng đông trùng hạ thảo ngày càng được nâng cao, có giá trị kinh tế lớn, được ưa chuộng rộng rãi. Để được tư vấn thêm về cách lắp đặt cũng như là vận hành đèn chiếu sáng đảm bảo đông trùng hạ thảo sinh trưởng và phát triển tốt nhất, các bạn có thể liên lạc với Rạng Đông qua fanpage, website cũng như là hotline nhé.